nhỏ quê đang có mặt ở xứ La Vân thuộc Gia Hàn Ninh Bình. Giáo phận phát hiện tương hiệu là Đức Mẹ Ban Ơn, cung hiến vào ngày 27 tháng xây dựng nhà thờ La Vân, được xây dựng vào năm 2003. Nhà thờ rất đẹp, chính anh em là ánh sáng của trần gian. Ở đâu có hai ba người học lại nhân danh thầy thì thầy ấy hỏi. Một giáo sứ rất đẹp và hai thánh Phaolô là hai cụ. Nên một giáo sứ rất đẹp, rất được hướng tới năm hiệp hành và giáo xã hội toàn cầu. Một giáo sứ rất đẹp và rất một chữ. Đây là giáo sứ được sơn màu vàng non rất là đẹp và phụ. Đây một giáo sứ gồm một ghi rất đẹp và rất ghi. Đây rất đẹp, rất nguyên. Giáo sứ rất là đẹp và rất là đi những cây xanh và cây tùng rất là đẹp. Trong nhà thờ toàn lắp điều hòa nên đây tượng Thánh Giuse. Tượng khá là đẹp à. Trứng cây cảnh rất là giáo sứ La Vân thành lập vào năm 1940.
bởi Đức Giám mục Gioan B. Nguyễn Bá Tòng. Bổn mạng là Đức Mẹ dâng mình trong trái trong đền thờ. Nhà thờ xây dựng vào từ năm 2002 đến năm 2003, trong vòng có một năm. Khá là đẹp. Hàng đá rất là đẹp. Rất là hàng đá thật là đẹp. Nhìn một thằng đá rất đẹp, những hòn đá trông rất quỷ quái. Nên chào anh. Trông lan nông rất là đẹp. Đây đứng từ đầu nhà thờ nhìn xuống rất là một nhà thờ khá là đẹp. Đây là nhà giáo lý và nhà chứ và giáo sư La Văn. Các dịp vào trong nhà thờ xin quay cho các bạn. Đây là những cây cảnh ngâm rất là đẹp. Xin vào nhà thờ. Đây là phòng khách. Đây các bạn hãy vào trong nhà thờ. Một giáo sư rất là trong ánh rất là đẹp. Trong nhà thờ là nơi trang nghiêm, tôi không nói nhiều.
làm vì bốn nơi thương khó. Con hân hoan khi bước vào cung thánh, tạ ơn Ngài, muôn câu hát chúc khen. Vâng. Đây là tượng đài. Đức mẹ La Vàng. Tượng đài Đức Mẹ La Vàng xin cầu cho chúng con, xin cầu cho nước Việt Nam muôn lành hồn sáng. Đây là một ngôi nhà thờ rất là đẹp, rất là trang. Ngôi nhà thờ mái thái nông rất là đẹp. Sao nhà thờ La Vân thật là đẹp. Nên ngôi nhà thờ rất là đẹp, rất là non màu vàng, rất là rực rỡ. Vì non đại rất là đẹp và rất là rồi, một không gian đằng trước
khá là thoáng. Những cây cầu vua rất là rất là đây, các em và các cháu về xem kênh của chú Đăng Người ở Quê TV nhé. Đây là thánh Paulo đang cầm gươm đi bắt đạo trước khi trở lại đạo Công Giáo. Và video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.